anh sẽ chịu trách nhiệm mà. Không bằng một cái thằng mới đến à? Thì cô cũng có thể lên giường được cái thằng khác. Anh có làm cả đời đi không mua nổi đâu. Anh sẽ mua cho em nhiều thứ đắt tiền hơn cơ mà. Em. Xin mới à? Không. Xanh mượn. Thôi ạ. Cứ tưởng xin mới. Em ăn đi này, bánh mì vừa mua đấy. Lại là bánh mì à? Em chán ngắt cái bánh mì của anh rồi. Anh cầm lấy mà ăn đi. Thôi. Thế giờ muốn ăn gì nào? Thì anh phải đưa em đi ăn buffet, ăn hải sản chứ. Anh thấy không, bạn bè em ý, đứa nào cũng được người yêu chúng nó dẫn đi ăn sang chảnh suốt ngày thôi à. Còn anh nhìn xem, suốt ngày cho em ăn mấy cái đồ này, quê chết đi được. Thế mà ngày trước bảo là ra trường thì sẽ lo cho em, không để em phải khổ. Thế mà bây giờ anh nhìn xem, đến bữa ăn tử tế anh cũng không lo cho em được. Ơ kìa, Huyên. Nghe anh, em cố gắng đợi anh. Một tuần thôi, chỉ một tuần. Anh sẽ gom đủ tiền rồi đưa em đi ăn nhà hàng sang trọng được không? Ơ kìa, Quyên. Em nghe anh đi đã. Quyên ơi. Ê, này mày ơi. Tí nữa tao với tặng tao vòng tay này. Ôi, đẹp thế. Chắc là đắt lắm nhở? Ừ, thích thế. Mày như sắp sinh nhật mày đúng không? Thì người yêu mày đã hứa tặng cái gì chưa? Chắc là quà ấy. Thì phải bí mật chứ. Bây giờ sinh nhật tặng quà xong ấy, nói trước ấy thì có gì nó bất ngờ nữa. Ừ, cũng đúng nhỉ. Nhưng mà bọn đàn ông con trai ấy không biết mình thích cái gì đâu. Mày phải gợi ý cơ. Thế á? Này, tao không thích một cái túi nhưng mà đắt lắm. Bây giờ tao muốn gợi ý để người yêu tao mua cho tao thì làm thế nào nhỉ? Ừ. Thì bây giờ mày đăng lên Facebook ấy, nói vu vơ xem ông ấy có hiểu không. Ok ok. Đăng luôn đi. Ui, mà sếp gọi mày ơi. Tao đi trước nhá. Cái túi này đẹp quá. Ai tặng cho mình yêu suốt đời luôn. Đăng. Tao đây. Alo, tao đây. Lại đau dạ dày à? Này, uống thử cái thuốc mà tôi mua đi, xem có đỡ hơn không. Đây là viên uống dạ dày Fukudan, làm giảm các triệu chứng đau dạ dày, hành tá tràng, các trường hợp viêm loét dạ dày, viêm hang vị, trào ngược dạ dày, viêm dạ dày HP, người bị ợ hơi, ợ chua nhiều, viêm bờ cong nhỏ, tăng cường miễn dịch, giảm các tác dụng phụ của hóa trị, xạ trị. Đây là sản phẩm của tập đoàn Kohino, nên rất là uy tín và chất lượng. Trước tôi cũng bị đau như ông ấy, nhưng mà uống cái thuốc này ấy, đỡ hẳn luôn đấy. Tôi tiện thì là mua cho ông luôn đấy. À, ông dùng thử đi nhá. À, rồi, ok. Cảm ơn nhá. Thế nhá. Viên dạ dày Fukudan à? Được đấy nhở. Thank you.
Quyết. Anh Hưng. Quyết. Anh thấy em đang sửa tattoo trên chiếc túi này, nên là anh muốn tặng em đấy. Hóa ra đây là túi của anh tặng em ạ. Chiếc túi này có đáng giá bao nhiêu đâu em. Nếu mà em đi chơi cùng anh ấy, anh sẽ mua cho em nhiều thứ đắt tiền hơn cơ mà. Đi với anh nhé. Anh ơi, hay là thôi về đi. Chứ ở đây em sợ lắm. Sợ cái gì? Anh có nhà, anh có xe. Em thích gì anh cũng chiều em. Chả lẽ như thế mà em cũng không tin anh à? Em tin anh mà. Anh sẽ chịu trách nhiệm mà. Alo, tao đây. Trời, may mà biết đến viên uống Fucodan của tập đoàn Kohino. Hiệu quả thật. Cái cơn đau dạ dày dai dẳng của tao á, hết đấy. Như thế mới có sức làm việc đêm để kiếm tiền chứ. Kiếm tiền còn cưới vợ mà. Rồi, tao cảm ơn, nhá. Anh đừng đây đợi em một lát nhá. Em ra kia gặp bạn một chút. Em. Này, anh làm cái gì mà gọi tôi nhiều đấy? Thì anh nhớ em, anh gọi em ra đây không được à? Nhưng mà tôi không muốn gặp anh. Thế nào? Em thích chiếc túi này chứ? Tất nhiên là tôi thích rồi. Cái túi hàng hiệu này rất là đắt tiền. Anh có làm cả đời, không mua nổi đâu. Nhưng mà cái túi này... Làm sao? Nhưng nhịn cái gì nữa? Tôi nói cho anh biết nhá. Anh ấy mãi mãi có chỉ là một thằng nhà quê nghèo hèn, phố rách áo ôm thôi. Có phấn đấu thế nào ấy cũng không bao giờ mua nổi của tôi những thứ sang xỉn sang chảnh thế này đâu nhá. Em chia tay đi Quyên. Hả? Thế anh đi làm vất vả bao nhiêu lâu nay, anh muốn em có một cuộc sống đầy đủ như thế em không thích à? Anh nhìn đi kìa, đằng sau ấy là người yêu mới của tôi. Anh ấy có nhà có xe, còn anh xem anh có gì hả? Bây giờ tôi gọi anh chia tay đi, đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Đúng lại đã, thế tình cảm anh dành cho em 5 năm qua không bằng một cái thằng mới đến à? Bỏ ra. Đúng đấy, không bằng đâu, đừng phiền tôi nữa. Mình đi thôi anh. Xe không anh ơi? Con đi đâu nhá. Anh Hưng, anh làm gì mà em gọi anh mãi không nghe máy thế? Mà xe taxi này là thế nào? Xe của anh đâu? Thì tôi lái taxi đấy, mà chỉ có con ngu như cô ấy thì mới tin thôi. Một loại đàn bà hạng vật chất như cô, tôi lấy về làm cái gì? Anh... Này, cô dễ lên giường được với tôi thì cô cũng có thể lên giường được với thằng khác. Cô tránh ra đi, tôi còn đi làm. Nhưng mà anh lái taxi nghèo như thế, lấy tiền đâu mà mua chiếc túi hàng hiệu đắt tiền như này? Túi nào? Tôi làm còn chả đủ ăn, còn bảo mua túi tặng cô. Thôi được rồi, bây giờ chuyện vật chất em không quan trọng nữa. Anh Hưng, em có thai rồi. Cái gì? Cô có thai á? Cô có thai thì liên quan gì đến tôi?
mà chắc gì cái thai đã là của tôi. Cô bỏ thế ra, lần sau ấy cô đừng có tìm gặp tôi nữa. Anh Hưng. Quyền. Em có sao không? Không sao. Anh Lâm, em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Không sao. Lỗi không phải ở em, lỗi là ở anh. Vì anh đã không lo cho em một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Em xin lỗi. Còn chiếc túi này là món quà của anh dành cho em. Điều kỳ diệu mang tên